Chị Dung đi học từ đời nào giờ này mới dậy hả? Mày chuẩn bị đồ ăn sáng cho con xong rồi nhé, đi đi ăn sáng với mẹ nha. Ôi lên vệ sinh đã, lên vệ sinh thay tã rồi ăn sáng nha. Rồi đi lên xuống với mẹ nào, đi xuống đây chỗ chèo lên vai mẹ kìa nhé, đi nè. Đi thôi đi thôi. Ôi đi ăn sáng với mẹ nè. Ôi ồ, thay tã đã, thay tã rửa mặt nha. Chọn bộ đồ này hả? Hả? Ai cũng chọn bộ này. Rồi, bộ này đẹp quá. Bộ yêu thích của Lily hả? Đánh răng chưa con? Ly, đánh răng chưa? À đánh rồi á, chỗ nhai răng đâu kìa mẹ xem, nhai răng mẹ xem nè. Rồi. Ui, răng trắng quá. Gặm Ly bằng chả đi rồi đấy. Vậy mẹ thay tã cho con nha. Mẹ thay tã cho con, mặc đồ cho con nha. Mẹ để đồ qua đây, tạm bên đây. Nằm xuống đây con, nằm xuống đây. Rồi mẹ lấy giấy thay tã cho con nha, để thay cho con nha. Ơ mẹ quên lấy giấy rồi Ly, ra lấy giấy cho mẹ đi. Ủa ngồi bàn hả con? Có không? Ờ có hả? Ở đây hả? Rồi rồi đưa mẹ nằm bên đây. Nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống mẹ. Con nhìn mẹ làm gì, nằm xuống đây. Ấn nàng quá đi mất rồi. Xong rồi. Mặc đồ thôi. Mặc đồ thôi. Nhỉ, mặc đồ thôi nè. Nè cái quần cái nè chọc chân vô, chọc chân vô đây. Cái này cái áo rồi mà con chọc cái đầu con vô. Đúng không? Đấy. Sáng ngày Lily tự giác đi đánh răng giỏi này, biết chọn quần áo rồi này, rất là giỏi. Bữa nay mẹ hỏi hay trả lời mẹ lắm nha. Ôi ôi hiểu mẹ nói, càng ngày càng thông minh nha, càng ngày càng giỏi. Mặc đồ vào chứ, để mọi người leo leo con gái mà không mặc đồ nha. Đấy. Mà hôm nữa mẹ đưa con ra ngoài tiệm cô thợ may, cô cắt cho con vài bộ đồ mới nha. Đồ này vẫn vừa nhưng mà nó hơi cũ rồi. Đi ăn sáng với mẹ thôi. Nào, đi ăn sáng với mẹ nè. Mẹ dọn cái này đó nha. Rồi, đi ăn sáng thôi. Đi ăn sáng thôi. Ôi, lấy khăn giữ đi đang đó hả con? Rồi, đi. Đây, thực đơn sáng Ly bữa nay nha. Ly, có xoài này. À, ăn xoài trước hả? Quýt này, bánh này, với lại sữa nha. Ôi ăn thứ một tuần thứ một à. Ôi ăn hết miếng xoài nhanh thế. Buổi sáng đói bụng ấy, đúng không? Ngon quá. Ăn cẩn thận với bà váy ấy nha. Đúng rồi. Con ăn đi, để mày cẩn thận nó vào váy con này. Ăn quýt nhé, con ăn quýt nhá, con ăn quýt nhá. Rồi bà quýt cho ăn nè. Đây. Sáng nay mẹ để sẵn cái thùng nước với lại cái đánh răng cho con, là con chuẩn bị cũng vậy thôi. Mẹ đưa chị Dung đi học. Chị Dung đi học rồi, mẹ đưa chị Dung đi học, mẹ đưa mẹ về rồi mà Lily vẫn còn nằm ngủ ngon. Thế là mẹ xuống chuẩn bị đồ ăn sáng. Không biết mẹ đi luôn mà. Lily mà biết mẹ đi thế nào cũng chạy theo. Mẹ ơi cho con đưa chị Dung đi học với, đúng không? Mẹ bóc cho nè, bóc cho nè. Đói bụng đấy. Ngon con. Ngon quá hả? Dính tay này, dính tay này, chạy đây váy này. Từ từ thôi con, từ từ thôi nha. Con này.
Ăn ngon miệng quá. Ăn bánh nha, lấy bánh nha, lấy bánh nha. Ồ, lấy bánh nha. Ồ, đây lọt bánh cho con. Mình lau qua cái tay rồi, cái tay nước quá, lại bôi vào đồ. Lau qua cái miệng luôn. Đây mình lau qua cái miệng. Đây, ăn bánh thôi. Cái này hai mẹ con mình cùng ăn nha. Lily uống sữa nó ăn một cái không hết đâu. Đấy, ngon quá. Ngon. Eo ơi, được rồi con, được rồi, được rồi. Thế thôi nha, thế thôi. Uống sữa nè. À, uống sữa. Đúng rồi, uống sữa. Nhai hết trong miệng đó, nhai hết trong miệng đó. Nhai bớt rồi con, nhai bớt rồi uống tiếp nha. Tiếp tục uống. Đói bụng, sáng nay đói bụng. Nhưng mình không có gà trống là báo thức hết nha. Trong hai tay. Đúng rồi. Đói bụng quá. Sáng nào cũng đói bụng hết trơn rồi, đúng không? Chứ đâu phải như buổi trưa đâu. Buổi trưa là con ăn sáng con no rồi, trưa con ăn từ từ lại, đúng không? Cứ cầm hai tay thế này này, đấy, đúng rồi. Cắm sâu xuống mất được. Ngon quá mẹ ơi, trời ơi, no nê. Đầy đủ một buổi sáng nha. Vào trong mẹ lấy viên vitamin cho con ngậm đó nha. Không hết hộp sữa nha. Con ăn cái kia nhiều là con không có uống hết được hộp sữa được nha. Không thế rồi con nó mà uống hết rồi. Uống thì phải hết thôi chứ làm sao. Con ăn thêm xoài không? Nè, cho con chọn. Đấy. Ngon không? Ôi trời ơi, ngon quá vậy hả con? Ăn hết đi, mày lau tay cho. Á, không ăn nữa hả? No rồi đúng không? Đây mẹ lau tay cho. Gì dính gì vẫn đang vậy? À, cái quýt đấy hả? Đây ngồi xuống lau miệng đó, lau miệng đó. Chưa lau miệng mà đi đâu? Đi tìm Tommy đúng không? Tommy dậy đi chơi đâu mất rồi. Hay là vào chua vào đâu ngủ tiếp rồi. Đấy. Rồi. Đó, đi kia, đấy, nhìn chó đi, nhìn sớm kia. Đúng rồi. Thằng hay nằm mà nó không thấy nè. Con ngồi đi chơi nha, mẹ đi vô đây. Mẹ đây con, đi.